nữa là íp. Để coi íp lòng nhau. Ồ đây nó không nói íp lòng nhau. Rồi mình nói luôn. Íp lòng nhau. Íp lòng nhau nó dẹt à. Íp lòng nhau nó là sao? Bên trong íp có íp còn. Vậy thôi chứ gì đó. Bên trong íp có íp còn. Ví dụ nói sao? Nếu tôi, nếu trời không mưa, tôi đi chơi. Mà vấn đề cái đi chơi sao đây? Nếu tôi có xe hơi thì tôi chạy ra những tàu chơi. Tôi có xe Honda thì tôi chạy vòng thành phố chơi. Tôi không có xe, tôi đi bộ quanh nhà, quanh khu phố tôi chơi. Ngược lại tức là cái chuyện trời mưa đúng không? Ngược lại trời mưa tôi ở nhà. Nhưng mà ở nhà lại có chuyện nữa. Ngược lại ở nhà, nếu có internet thì tôi kết nối internet, tôi lướt web. Ngược lại không có internet, tôi coi TV. Ngược lại không có điện luôn, tôi đậu vậy đó. Và trong íp có íp con, lòng vô nhau. Vậy thôi. Ok ha. Rồi ví dụ như bây giờ. Rồi giờ sao? Nếu toán cộng lý cộng hóa mà sao? Điểm thi đại học ví dụ như lớn hơn 15 hả? Lớn 15 là đậu đúng không? Ví dụ đi đi. Thôi mình ghi vậy nó không hay lắm, mình ghi kiểu vậy đi. Nhỏ 15 là gì? Rồi, rớt. Rồi ví dụ vậy. Ngược lại. Ngược lại là đậu rồi đúng không? Phải không? Nhưng mà xui cái ngược lại nó còn chuyện gì nữa? Liệt nữa. Ồ à. Ngược lại. Thì trong cái ngược lại này tôi là íp. À, toán liệt là mấy điểm? Một điểm không? Tức là bé ăn hai cái gì? Một mà còn bé ăn một gì nữa? Hai được không? Hai được không? Vì nhỏ hơn hai đúng rồi. Còn không mà quý vị muốn thì nhỏ hơn hoặc bằng một. Nhỏ hơn bằng một có phải là cả như giống nhỏ hơn hai không? Nhỏ hơn mặt bằng 1. À, có 1,5 à. Vậy không được. Vậy 1,5, vậy thì phải nhỏ hơn 2 rồi. Đúng không? Nhỏ hơn 2. À, vậy liệt toán. Toán. Ok không? Íp. Đây, nhỏ hơn lý. Nhỏ hơn hai, nó cho bắt trước giống vậy ha, copy cho lẹ. Rồi mình đối với vậy coi chỗ này mình có íp không, mình có eo không, có không? Chỗ này mình nên viết íp, tại sao vậy? Tại vì ba cái íp lẻ là gì, ba cái nó rời nhau tùy thôi chứ sao, viết kiểu nào cũng được hết á, mỗi người nó có cách viết. Rồi, íp toán lớn hơn 2. Còn không thì viết dày cho nó đẹp, viết liệt thì liệt chung đi. Viết dày dày hòn quá, mệt quá. Nếu toán nhỏ hơn 2 hoặc lý nhỏ hơn 2 hoặc hóa nhỏ hơn 2 thì liệt. À. Rồi, ngược lại. Đó, lại gì quý vị? Đậu. Rồi, hợp lý không? Rồi, hỏi đi. Ok.